Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ cùng các em đi chữa tiếp tuần học số 3 trong cuốn sách bài tập tuần toán 2 tập 1 theo chương trình cánh diều. Trong tuần học số 3 này chúng ta sẽ đi luyện tập chung, luyện tập các phép cộng không nhớ trong phạm vi 20, các phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Kiến thức trọng tâm, chúng ta cần nhớ các phép cộng không nhớ trong phạm vi 20 như 9 cộng 1 bằng 10 này, 1 cộng 9 bằng 10, 8 cộng 2 bằng 10, 2 cộng 8 bằng 10, hoặc 3 cộng 7 bằng 10, 7 cộng 3 bằng 10, 5 cộng 5 bằng 10, 4 cộng 6 bằng 10, 6 cộng 4 bằng 10. Thứ hai, chúng ta sẽ học về phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Ví dụ chúng ta có phép tính 7 cộng 4 bằng hỏi chấm. Bài tập này thì chúng ta sẽ có hai phương pháp. Phương pháp đầu tiên chúng ta sẽ đếm tiếp. 7 chúng ta thể hiện bằng 7 chấm tròn màu đỏ và 4 chúng ta thể hiện bằng 4 chấm tròn màu xanh. 7 cộng 4 chúng ta có này, 7 này, 8, 9, 10, 11. Hoặc chúng ta có thể sử dụng phương pháp đếm ngón tay. 7 cộng 4 chúng ta sẽ xòe 4 ngón tay ra này, 7 này, 8, 9, 10, 11. Ý B chúng ta có này, cộng bằng cách làm tròn cho 10. 10 cộng 1 thì bằng 11, hoặc 11 bằng 10 cộng 1. Thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chuyển phép tính về dạng 10 cộng với một số. Khi đó chúng ta có này, 7 cộng 4 bằng 11, chúng ta có thể thực hiện như sau. 7 cộng 3 bằng 10, 10 cộng 1 thì bằng 11. Vậy chúng ta tách 4 ra bằng 3 và 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần bài tập. Phần 1, phần trắc nghiệm. Đề bài, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Trong phép tính 52 trừ đi 20 bằng 32 thì 52 trừ 20 được gọi. À, chúng ta được gọi là hiệu đúng không? Trong tuần 2 chúng ta đã nhắc tới phần này rồi. 52 trừ đi 20 cũng được gọi là hiệu và 32 cũng được gọi là hiệu. Câu số 2, đề bài hỏi số cần điền vào dấu hỏi chấm sao cho 9 cộng 4 bằng 9 cộng hỏi chấm cộng 3. Chúng ta thấy rằng 9 được giữ nguyên này. Như vậy chúng ta thấy rằng số 4 được tách ra bằng 1 và 3 đúng không? Như vậy dấu hỏi chấm của chúng ta sẽ là số 1, chúng ta khoanh vào A. Câu 3, đề bài hỏi tổng của 8 và số liền trước của số lớn nhất có một chữ số. Chúng ta có này, số lớn nhất có một chữ số là 9. Như vậy thì số liền trước của nó sẽ là số 8. Vậy đề bài hỏi tổng của 8 là 8 thôi. 8 cộng 8 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 8 cộng 8 bằng, chúng ta tách ra, 8 cộng 2 cộng 6. 8 cộng 2 thì bằng 10. 10 cộng 6 thì bằng 16. Như vậy chúng ta chọn đáp án D, 16. Câu 5, tổng lớn nhất là tổng của, chúng ta chọn có 4 đáp án mà chúng ta phải thực hiện tổng 4 đáp án này. Đáp án A, 6 và 5. 6 cộng 5 bằng 6 cộng 5, vậy chúng ta xòe 4, xòe 5 ngón tay ra. 6 này, 7, 8, 9, 10, 11. Vậy 6 cộng 5 bằng 11. 8 cộng 4, 8, 9, 10, 11, 12. Vậy thì 8 cộng 4 bằng 12. 7 cộng 7, 7 cộng 7 chúng ta xòe 7 ngón tay ra nhé. 7 này, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bằng 14. 9 cộng 6 bằng 9 cộng 6, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vậy chúng ta được 15 đúng không? Như vậy trong 4 đáp án thì chúng ta thấy rằng đáp án D sẽ là kết quả đúng. Câu 6, đề bài, hoa cắt một sợi dây dài 6 dm thành 3 đoạn thẳng bằng nhau. Mỗi đoạn dây dài, chúng ta nhìn thấy này, hoa cắt một sợi dây dài 6 dm thành 3 đoạn thẳng bằng nhau. Nghĩa rằng 3 đoạn thẳng đó cộng với nhau thì bằng 6. Chúng ta thử nhé, 0 cộng 0 cộng 0 thì bằng 0 đúng không? 1 cộng 1 cộng 1 thì bằng 3.
2 cộng 2 cộng 2 bằng 2 cộng 2 thì bằng 4, 4 cộng 2 thì bằng 6. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi sợi dây sẽ dài 2 decimet, nhưng trong đáp án của chúng ta không có đáp án nào 2 decimet cả. Nhưng chúng ta biết được rằng 2 decimet thì bằng 20 cm. Như vậy câu 6 chúng ta chọn đáp án C. Chúng ta sang phần 2 với bài số 1. Để bài yêu cầu chúng ta điền số vào trong ô trống, chúng ta thấy rằng đây là một trục số. Chúng ta có này 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 và 98. 23 thì phải có 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Chúng ta sang bài số 2. Đề bài yêu cầu chúng ta điền số liền trước và số liền sau vào. Số liền trước của 40 là 39, 40 và 41. 75, 76, 77. 28, 29, 30. 82, 83 và 84. Để thực hiện bài tập điền số liền trước và số liền sau, chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên chúng ta sẽ dựa vào bảng các số từ 1 đến 100. Và cách số 2 chúng ta sử dụng công thức số liền trước thì bằng số đã cho trừ đi 1, số liền sau bằng số đã cho cộng thêm 1. Chúng ta sang bài số 3. Để bài yêu cầu chúng ta đặt tính số tính tổng hoặc hiệu. Ý đầu tiên, đề bài cho số hạng 35, số hạng 12. Như vậy chúng ta cần thực hiện phép tính, phép tính cộng. 35 cộng với 12. 5 cộng 2 thì bằng 7, viết 7. 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. Số bị trừ 7, số bị trừ 17 và số trừ 7. Vậy chúng ta thực hiện 17 trừ đi 7. 7 trừ 7 thì bằng 0, 1 hạ 1 bằng 10. Số hạng 10 và số hạng 29, vậy chúng ta có 10 cộng với 29. 0 cộng 9 bằng 9, viết 9. 1 cộng 2 bằng 3, viết 3. Chúng ta được 39. Số bị trừ 85 và số trừ 14. 85 trừ đi 14. 5 trừ 4 thì bằng 1. 8 trừ 1 thì bằng 7. Chúng ta được 71. Số bị trừ 60 và số trừ 30. Và chúng ta thực hiện phép tính trừ. 60 trừ đi 30. 0 trừ 0 thì bằng 0. 6 trừ 3 thì bằng 3. Chúng ta được kết quả 30. Chúng ta sang bài số 4. Bài số 4 yêu cầu chúng ta tính. Ở tập này chúng ta sẽ điền số vào trong ô trống. Để thực hiện được bài số 4 chúng ta cần có giấy nháp. 5 cộng 5 cộng 2 chúng ta có 5 cộng 5 thì bằng 10. 10 cộng 2 thì bằng 12. Để chúng ta điền số 12. 9 cộng 1 bằng 10. 10 cộng 4 thì bằng 14. Để chúng ta điền số 14. 6 cộng 4 bằng 10. 10 cộng 3 chúng ta thực hiện bằng 13. Bảy cộng ba bằng 10, 10 cộng 6 bằng 16, ta điền số 16. 8 cộng 2 bằng 10, 10 cộng 5 thì bằng 15. 8 cộng 2 bằng 10, 10 cộng 7 thì bằng 17. Chúng ta sang bài số 5. Bài số 5 đề bài yêu cầu chúng ta tính 5 cộng 7 bằng 5 cộng 7 thì chúng ta có 5 cộng 5 bằng 10. Như vậy chúng ta tách 7 thì bằng 5 và 2. Vậy bằng 5 cộng 5 cộng 2. 5 cộng 5 thì bằng 10. 10 cộng 2 thì bằng 12. Như vậy thì 5 cộng 7 bằng 12. 9 cộng 5. 9 cộng 1 thì bằng 10. Như vậy 5 tách bằng 1 và 4. Vậy nó bằng 9 cộng 1 cộng 4. 9 cộng 1 thì bằng 10. 10 cộng 4 thì bằng 14. Vậy chúng ta có 14. 6 cộng 7. Chúng ta có 6 cộng 4 thì bằng 10. Vậy 7 tách bằng 4 và 3. Vậy chúng ta có 6 cộng 7 sẽ bằng 6 cộng 4 cộng 3. 6 cộng 4 thì bằng 10. 10 cộng 3 thì bằng 13. 6 cộng 6 bằng 6 cộng 4 bằng 10, vậy 6 tách bằng 4 và 2, vậy bằng 6 cộng 4 cộng 2. 6 cộng 4 bằng 10, 10 cộng 2 thì bằng 12. 7 cộng 9.
7 cộng 3 bằng 10, như vậy 9 tách bằng 3 và 6. 7 cộng 3 thì bằng 10, 10 cộng 6 thì bằng 16. 8 cộng 7. 8 cộng 2 cộng với 5, vì 8 cộng 2 bằng 10, do đó tách 7 bằng 2 và 5. 8 cộng 2 thì bằng 10, 10 cộng 5 thì bằng 15. 8 cộng 9. 8 cộng 9 bằng 8 cộng 2 bằng 10, do đó chúng ta tách 9 bằng 2 và 7. Như vậy sẽ bằng 8 cộng 2 cộng 7. 8 cộng 2 thì bằng 10, 10 cộng 7 thì bằng 17. 3 cộng 9. Chúng ta có 3 cộng 7 thì bằng 10, sau đó tách 9 bằng 7 và 2. Vậy bằng 3 cộng 7 cộng 2 bằng 3 cộng 7 thì bằng 10, 10 cộng 2 thì bằng 12. Ví tiếp theo, 8 cộng 5. 8 thì cộng 2 bằng 10. Như vậy chúng ta tách 5 bằng 2 cộng 3. Vậy 8 cộng 2 cộng 3. 8 cộng 2 bằng 10. 10 cộng 3 thì bằng 13. Như vậy chúng ta điền số 13 ở đây. Tương tự chúng ta có 6 cộng 8 này. 6 thì cộng 4 bằng 10. Sau đó tách 8 bằng 4 cộng 4. Vậy bằng 6 cộng 4 cộng 4. Bằng 6 cộng 4 bằng 10. 10 cộng 4 thì bằng 14. Và chúng ta được kết quả 14. 4 cộng 7 bằng 4 cộng 6 thì bằng 10, do đó chúng ta tách 7 bằng 6 và 1. Vậy bằng 4 cộng với 6 cộng với 1. 4 cộng 6 bằng 10, 10 cộng 1 thì bằng 11. 7 cộng 6 bằng 7 cộng 3 bằng 10, do đó tách 6 thì bằng 3 cộng 3. Vậy bằng 7 cộng 3 cộng 3. 7 cộng 3 bằng 10, 10 cộng 3 thì bằng 13. Như vậy chúng ta điền số 13. Chúng ta sang tiếp với bài số 6. Để bài yêu cầu chúng ta tính, ý đầu tiên 9 cộng 5 cộng 3 bằng, chúng ta thực hiện 9 cộng 5 trước nhé. 9 cộng 5 cộng 3 bằng, chúng ta thực hiện 9 cộng 5 trước. Để thực hiện 9 cộng 5, chúng ta thực hiện ra ngoài nhé. 9 cộng 5 thì chúng ta có 9 cộng 1 bằng 10, sau đó tách 5 bằng 1 và 4 thì bằng 9 cộng 1 cộng 4. 9 cộng 1 thì bằng 10, 10 cộng 4 bằng 14. Như vậy chúng ta được kết quả 14 cộng với 3 bằng. Sau đó chúng ta thực hiện ra ngoài nháp, 14 cộng 3, 3 cộng 4 bằng 7, viết 7, 1 hạ 1 viết 1. Vậy chúng ta được kết quả 17. Ý tiếp theo, 9 cộng 2 cộng 7. 9 cộng 2 cộng 7 bằng, chúng ta thực hiện 9 cộng 2 trước. 9 cộng 2 bằng 9 cộng 1 cộng 1 bằng 9 cộng 1 bằng 10, 10 cộng 1 thì bằng 11. Như vậy sẽ bằng 11 cộng với 7 bằng. Chúng ta thực hiện tiếp ra ngoài nháp, 11 cộng 7. 1 cộng 7 bằng 8, viết 8, 1 hạ 1 và chúng ta được kết quả 18. Như vậy 9 cộng 2 cộng 7 sẽ bằng 18. 3 cộng 8 cộng 3. 3. Đầu tiên chúng ta thực hiện 3 cộng 8 trước. 3 thì cộng với 7 bằng 10. Như vậy tách 8 bằng 7 cộng 1 và bằng 3 cộng 7 cộng 1. 3 cộng 7 bằng 10. 10 cộng 1 thì bằng 11. Vậy chúng ta sẽ bằng 11 cộng 3 bằng 11 cộng 3 nhé. 1 cộng 3 bằng 3. 1 cộng 3 bằng 4, viết 4, hạ 1 viết 1. Vậy chúng ta được 14. Ý tiếp theo, 8 cộng 6 cộng 4 bằng, 8 cộng 6 trước. 8 cộng 6 thì 6 tách bằng 2 và 4 vậy bằng 8 cộng 2 cộng 4. 8 cộng 2 bằng 10, 10 cộng 4 bằng 14. Như vậy sẽ bằng 14 cộng với 4 bằng 4 cộng 4 bằng 8, viết 8, 1 hạ 1 viết 1. Vậy chúng ta được 18.
5 cộng 6 cộng 4. Năm cộng 5 bằng 10, sau đó tách 6 bằng 5 cộng 1 để bằng 5 cộng 5 cộng 1. 5 cộng 5 bằng 10, 10 cộng 1 thì bằng 11, vậy bằng 11 cộng 4 bằng 1 cộng 4 bằng 5, 1 hạ 1 vậy bằng 15. 6 cộng 8 cộng 1 này, 6 cộng 8 cộng 1 bằng 6 cộng 8 trước này, 6 cộng 4 thì bằng 10, sau đó tách 8 bằng 4 và 4 vậy bằng 6 cộng 4 cộng 4 bằng 6 cộng 4 bằng 10, 10 cộng 4 thì bằng 14, tức là chúng ta có 14 cộng 1 và bằng 15. Chúng ta sang bài số 7. Đề bài: nhà Mai có 9 con gà, mẹ đi chợ mua thêm 5 con gà nữa. Hỏi nhà Mai có tất cả bao nhiêu con gà mua thêm. Như vậy chúng ta phải giảm phép tính cộng, đúng không? Vậy phép tính của chúng ta này, ban đầu thì nhà Mai có 9 con gà này, mua thêm với cộng thêm 5 con gà nữa bằng, thực hiện ra ngoài nhá, chúng ta có này, 9 cộng 5 bằng 9 cộng 1 cộng 4 bằng 10 cộng 4 và bằng 14. Vậy trường này bài toán gì nhỉ? Nhà Mai có tất cả 14 con gà. Chúng ta sang bài số 8, đề bài: An có 6 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên bi. Đề bài hỏi An có tất cả. Như vậy chúng ta liên quan tới phép cộng. Vậy An có 6 viên bi đỏ cộng với 5 viên bi màu xanh thì bằng, ta thực hiện ra ngoài nháp nhé, 6 cộng 5 bằng 6 cộng 4 cộng 1. Tại sao lại bằng 6 cộng 4 cộng 1? Thì chúng ta thực hiện nhiều ở bài số 5 và số 6 rồi. Vì 6 cộng 4 bằng 10, sau đó tách 5 bằng 4 cộng 1 mà. 6 cộng 4 bằng 10 cộng 1 thì bằng 11. Trả lời bài toán: An có tất cả 11 viên bi. Chúng ta sang bài số 9, đề bài: mẹ xách 2 túi táo từ chợ về. 2 túi táo. Túi bên phải có 8 quả táo, túi bên trái có 7 quả táo. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu táo? Chúng ta nhìn thấy này, mẹ đã mua 2 túi táo đúng không? Túi đầu tiên có 8 quả, túi 2 có 7 quả. Như vậy phép tính của chúng ta 8 cộng 7 bằng 8 cộng 7 này. 8 cộng 7 chúng ta thực hiện ra ngoài nháp nhé. 8 cộng 2 thì bằng 10, sau đó tách 7 bằng 5 và 2. Vậy bằng 8 cộng 2 cộng 5 bằng 8 cộng 2 bằng 10, 10 cộng 5 thì bằng 15. Như vậy chúng ta được kết quả 15. Trả lời bài toán: mẹ đã mua 15 quả táo. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 9, cũng là bài tập cuối cùng của tuần học số 3 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo.